thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sai chương 29 cho biết Đức Chúa Trời liên tục bày tỏ chính mình Ngài cho dân của Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời công chính, Ngài sẽ trừng trị kẻ ác là kẻ chống nghịch Ngài. Và Chúa cũng là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, luôn đoái đến dân Ngài để ban cho họ một con đường sống và nhận biết Ngài. Qua đó, danh Ngài tỏ ra cho dòng dõi họ và mọi dân tộc trên thế gian. Ê-sai chương 29 mở đầu bằng lời rủa xả khốn cho, và đối tượng được đề cập đến ở đây là Ariel, một tên gọi khác của thành Jerusalem, là nơi vua David đóng trại. Ariel cũng sẽ bị bao vây, trong thành sẽ có tang chế khóc than, thành sẽ bị hạ xuống. Nó như sư tử gầm rống nhưng từ trong lòng đất, là nơi không thuộc về nó. Tuy nhiên, nó vẫn là Ariel của Chúa và Ngài sẽ giải cứu cho. Câu 5 đến câu 8 cho thấy Đức Giê-hô-va sẽ dùng sức mạnh của thiên nhiên như sấm sét, động đất, gió, bão và lửa để thăm phạt kẻ bao vây tấn công Ariel. Chúng nó sẽ thất bại và bị thổi bay như trấu chỉ trong một lát mà thôi. Vào năm 701 trước Chúa, Assyri trên đường đắc thắng trở về có ghé ngang Ariel và dương oai, nhưng rồi Chúa sẽ dùng Babylon để càn quét họ vào năm 538 trước Chúa. Mọi sự ập đến với chúng như chim bao, và khi thức dậy thì kiệt quệ và đói khát. Câu 9 đến câu 12 cho thấy dân thành Jerusalem sững sờ, kinh hãi khi chứng kiến những sự việc này xảy đến, vì những sự hiện thấy đã bày tỏ đối với họ như quyển sách đóng kín, họ không thể đọc được. Dù họ biết chữ hay không thì Chúa đã khiến họ ngủ mê và trùm đầu họ để họ không thể hiểu biết. Chúng ta lại hỏi câu hỏi vì sao Chúa lại khiến họ như vậy. Trong câu 13 đến câu 16, nhà tiên tri tiếp tục giải thích: vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn vinh ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Như vậy, họ đến với Chúa chỉ có cái miệng, nhưng lòng thì không tôn kính Chúa. Họ chỉ giữ những lễ nghi loài người truyền dạy, nhưng không hiểu mục đích của những lễ nghi là để họ gần Chúa và tương giao với Ngài. Không những thế, họ còn làm điều xấu xa, mưu mô việc tối tăm mà quên mất Đức Chúa Trời tạo hóa đã làm nên họ và biết hết về họ. Cho nên, Chúa khiến sự khôn ngoan, thông sáng của họ ra hư không. Họ trở nên như người không có trí hiểu. Câu 17 đến câu 24 trình bày về niềm hy vọng trong tương lai. Sẽ có một ngày Chúa trừng trị kẻ bạo ngược và phục hồi người khiêm nhường. Đó là ngày mà người ta sẽ hiểu được lời Chúa. Đó là ngày mà con dân Chúa sẽ tôn ngợi Chúa là đấng thánh và kính sợ Ngài. Ê-sai chương 29 mở đầu bằng lời rủa xả nhưng kết thúc bằng niềm hy vọng. Sứ điệp này cho thấy tội lỗi sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúa là đấng nghiêm minh khi đoán phạt tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng sẽ phục hồi con dân Ngài và làm cho họ đi trong đường lối kính sợ Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: bạn có sẵn sàng từ bỏ hết mọi điều để chỉ có được Chúa mà hết lòng theo Ngài chăng? Chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa Cha thánh khiết và nhân ái, con biết Ngài ghét tội lỗi và yêu thương tội nhân như con.
Chúa có thể diệt tất cả mọi thứ làm vướng bận con, ngăn cách con khỏi Ngài. Ngài cũng sẽ cho phép những kỷ luật xảy đến để luyện con như dùng lửa luyện vàng. Xin cho con nhận biết Ngài và khôn ngoan để biết Ngài cao quý và đáng tôn kính nhất trong đời sống con, mà gìn giữ chính mình và đeo đuổi hình ảnh Chúa Giêsu trong đời sống con, hầu cho con xứng hiệp với nơi ở thánh mà Ngài dành cho con. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.